Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh. Tiếp tục chia sẻ gửi đến anh chị một cái thông tin cực kỳ là nóng liên quan đến vấn đề của con gái cô Sáu. Thì mới đây, con gái của cô Sáu vừa mới lên tiếng thách thức con gái của ông Năm thưa kiện mình. Nếu như cảm thấy rằng là cô ca sĩ mùa hè này bé bé là mở cái nhạc của ông Năm lên là vi phạm bản quyền gì đó, thì con ve là thách con gái của ông Năm thưa kiện, và đặc biệt là con gái của bà Sáu tuyên bố đạp lên dư luận, không ngại khi mà bị chửi lấy hình ảnh cũng như là giọng hát của ông Năm ra để ăn mày. Và ngay lập tức thì con gái của ông Năm cũng đáp trả lại con gái của bà Sáu bằng một cái động thái phải gọi là sâu ca. Đó cũng như là một cái gáo nước tát thẳng vào trong mặt của là con gái bà xã vậy. Thì mọi người cũng biết á, là đêm qua thì con gái của bà Sáu đã mở lại cái bài song ca với ông Năm để là tiếp tục ăn mài tình thương của cộng đồng. Thì nhiều người nói rằng là tại sao mà em không biết quê, không biết nhục khi mà hình ảnh cũng như là tên tuổi và tiếng hát của cha người ta mà em đã lấy em xài hoài. Thì sáng ngày hôm nay thì bên phía là Gánh Hát 67 thì nó cũng chạy truyền thông mạnh lắm, cũng rất là nhiều trang đã viết bài về cái đêm ca hát hôm qua của nó. Thì mình nghĩ là chuyến này nó quyết ăn thua đủ với con gái của ông Năm. Thì khi mà được hỏi về cái việc mà cái màn trình diễn đêm qua là giọng hát của ông Năm trong cái một cái tiết mục đó, thì con gái của bà Sáu là trả lời như thế này nè: với tôi, đây là chuỗi những bài hát mà bản thân không cần phải nói tên, mà chỉ cần nghe nhạc là khán giả sẽ biết. Tôi muốn tạo sự bất ngờ cho khán giả của mình. Hát với cậu Năm là một đặc quyền mà tôi có được, nên tôi rất trân trọng và hãnh diện về điều đó. Tôi muốn cho khán giả thấy ông Năm vẫn còn đó, vẫn đứng trên sân khấu và phục vụ khán giả. Cô cho biết đã từng ghi hình tiết mục này cách đây 5 năm, nên cô được sử dụng tư liệu cho đêm nhạc của mình. Cô cũng cho biết là ông Năm từng đứng trên sân khấu và nói cô là sao nói ngôi của gia đình, nên để hát được với cậu đó là điều hãnh diện và hạnh phúc, không phải ai cũng có được. Cô không quan tâm về việc nếu dư luận nói cô lấy tên cậu ruột để đánh bóng tên tuổi. Mọi người thấy là hôm nay đó thì cô ca sĩ mùa hè cái bé ve như là nói rằng là cô chả quan tâm ai nói gì kệ, mặc dù có chửi có nói cô là ăn mày, cô cũng chẳng có quan tâm về cái chuyện mà người ta nói, tại vì bài này là thu cách đây 5 năm rồi, và lúc trước là ông Năm cho nên là bây giờ cô này hoàn toàn là có thể đem sử dụng lại. Và bên phía là của cái tụi ve, tụi đồng xã hữu thì nó thách, như là mới đây thì cái thằng Cu Cao nó lên bài, nó thách, nó nói rằng nó thách là con gái của ông Năm mà đi thưa kiện. Nó nói là như vậy, để đâu rồi cái bài nó non kiện ve hát nhạc của ba để lại danh dự cho ba đi cưng, làm trò hay cho khán giả yêu, thêm đi cục vàng của anh. Không biết là cái chuyện gia đình vụ việc mà lái máy bay của Cu Cao với Hạnh Thả Mâu nó giải quyết ổn thỏa xong chưa, mà sáng nay cũng lên ẵn dữ vậy Cu Cao. Mày lo kìa, mày lo nhà mày kìa, mày không lo vợ mày á, là đã nộp đơn tố hai tụi bay là gian gian dưới dập mờ rồi ha. Thì con Hạnh Thả Mâu đó cũng nên như là kiếm đường chuồn trước đi, để không thôi là móc lôi đầu tụi bay ra rồi mang nhục đó. Nhà mình đóng rác trình ình thì không lo, mà đi lo chuyện người ta, mà đặt cái thối gia trưởng hả, vòng vòng sớm chúng không có ai ưa hết, gia đình đứa không có ai mà ưa cái bản mặt của mày hết. Hôm nay lên nói thì mấy anh chị em cứ yên tâm, cái việc mà sử dụng hình ảnh của cha người ta đó thì từ từ cái vấn đề con gái của ông Năm cũng sẽ nằm mạnh tay với tụi này, mọi người cứ yên tâm đi. Kể cả là cái anh Hề Lê Lết cũng vậy, ngày hôm nay là cũng lên thách
nói rằng là giấy tờ nhà chưa xong, ADN chưa xong đó, chưa hợp pháp đó, mày thử mày ngon mày đi kiện con ve đi. Này lên nói về Hứa Thị Loan nên nhớ giấy khai sinh chưa rõ ràng, đang chờ phán quyết, ADN không dám công bố lấy tư cách gì kiện, nằm mơ à. Đó tức là con gái của bà Sáu thì bây giờ dinh cái mặt lên, nói rằng là cậu ruột của tôi, cho nên là tôi xài tôi bất chấp, tôi không sợ dư luận, này là tôi xài bình thường, tôi rất hãnh diện vì điều đó, ông cậu tôi cho phép. Còn bên phía là cái tụi kia thì nó thách con gái ông Năm, tụi bay đi thưa kiện đi, ngon đi, làm cho khán giả coi. Thì nói về cái vấn đề pháp lý thì vấn đề đó cứ từ từ, mình không có nói sâu về cái vấn đề đó, nhưng mà trên cái phương diện mà cái mặt mà gọi như là sĩ diện thì nói thật với anh chị, gặp em sẽ không bao giờ làm cái điều đó. Nói thật sự là mình không biết là anh chị có theo dõi không, nhưng mà thật sự hôm qua em theo dõi thì rất là tội nghiệp cho là ba ruột của bé Ve. Cho nên thật sự là cái tháng này là cái tháng mà vu lan báo hiếu ha. Thì nhiều người, những kẻ mà lúc nào sống mà họ cũng là rêu rao mà sống phải có đạo đức, sống phải có tình người, sống phải có hiếu với cha mẹ trước. Tháng này là tháng vu lan báo hiếu, rồi họ chửi là con của ông Bảy với cháu của ông Bảy là mấy đứa mất dạy bất hiếu, rồi chửi cha mắng mẹ. Nhưng mà ngày hôm qua thì nó thật sự với anh chị rất đau lòng cho cha ruột của bé Ve. Ông phải gọi như là núp sau cánh gà, một cái thằng mà gọi như là vô danh, chỉ là một cái người bạn với ông Năm thôi, tức là sặc răng, mà còn được là đứng trên bục sân khấu để giới thiệu về cái đêm đặc biệt. Ông lặn lội từ ở đâu, ở Maroc gì đó, là mò về để xem nó hát, thì nó xem ổng, xem thằng sặc răng á, như là cha ông nội nó, đem lên sân khấu giới thiệu tay bắt mặt mừng vui vẻ. Còn cái đấng sinh thành của nó đó, cha của nó đó, thì nó bỏ ổng một cái xó xỉnh, nó xem ổng như không có tồn tại. Thì tôi nói thẳng với anh chị, con người như vậy có đạo đức chưa, con người như vậy có tốt đẹp chưa, tại sao mình không biết nhục, cái liêm sĩ của mình ở đâu, khi mà cha mẹ mình còn sống mình không hãnh diện vì mình có một người cha, mình hãnh diện vì mình có một người mẹ, mà suốt ngày mình cứ lấy tên tuổi, mình lấy hình ảnh của cha người khác ra để mình PR, mình quảng cáo cho cái bản thân của mình thậm chí mình còn nói rằng là mình không sợ người ta nói, mình đập lên dư luận để mình sống. Thì tôi cũng chịu luôn, tôi cũng bó tay, thật sự là tôi bó tay với con gái của bà Sáu rồi. Cha mình cũng là một người nghệ sĩ, mẹ mình cũng là một người nghệ sĩ, nhưng không bao giờ tôi thấy nó giới thiệu cha của nó với cộng đồng ở đây. Cũng nhờ có người cha này mà tôi có được như ngày hôm nay, cũng nhờ người cha này mà tôi có được hình hài như thế này. Không bao giờ nó nhắc về ổng, nó thật sự cực kỳ buồn. Ông ba ruột của con gái bà Sáu. Nhưng mà tôi cũng đang thắc mắc là cái vấn đề ổng thì họ khác, nó thì họ khác, bà Sáu thì họ khác, thì không biết là cái nguồn cội thật sự của là bé Ve đó, nó là ở đâu tôi cũng không biết. Nhưng mà thật sự hôm qua là tôi thấy cực kỳ là tội, rất là thương cho là ba của là bé Ve, đã bị bỏ một cái gốc, bỏ xó xỉnh, bỏ trong gốc xó xỉnh, không thèm đếm xỉa, không thèm dòm tới, không thèm nhắc tên. Hôm nay có sự hiện diện của ba, mời ba lên, như vậy là có đạo đức chưa? Chẳng qua là hình ảnh của ông cậu Năm nó là được nhiều người biết đến, rồi nó đem ra nó ăn mày, sống như vậy cả đời nó cũng chỉ là sống núp bóng theo cái ánh hào quang của ông cậu nó mà thôi. Nhưng mà mấy anh mấy chị cũng đừng có thách thức, tại vì sắp tới đây khi mà cái phiên tòa nó kết thúc trắng đen rõ ràng, thì dĩ nhiên là con gái của ông Năm là hợp pháp thừa hưởng được tất cả những cái tài sản bằng hiện vật như là đất đai, nhà đất, và kể cả là những cái phi vật thể như là những cái tác phẩm hình ảnh bản quyền, rồi cái ca hát giọng hát đồ của ông Năm. Thì không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, thì các em cứ lấy ra mà sử dụng, cứ lấy ra xài thoải mái đi. Khi mà không xài được nữa thì đừng có lên đó mà khóc lóc, thì nó thật sự là
Họ là không tha cho ông Năm tới lúc cuối đời. Hôm qua là chửi chú Tính cực kỳ nhiều, nói rằng là lấy hình ảnh là của người đã khuất ra này cho nó, nhưng mà cuối cùng là họ cũng lấy. Ai rồi cũng gọi như là đi lấy hình ảnh của ông cậu ông anh mình ra để ăn mày, mà nó nói lương thì chê lịch. Thì nói chung là con gái ông Năm thì cũng đã biết được cái thông tin này rồi, nhưng mà đáp trả một cách rất là nhẹ nhàng. À, đó là thông báo với anh chị là sắp tới thì lại tiếp tục có show ha. À, sắp tới thì lại tiếp tục có một cái show đi hát cúng dường mẹ đồng quê ngay ngày trung thu và phát quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đón một mùa trung thu hạnh phúc bên người thân. Cả nhà yêu mình ơi, lên lịch cùng anh em con nha vào ngày 17 tháng 9. À, thì đây là một cái cách đáp trả rất là nhẹ nhàng mà sâu cay gửi đến cho bé ve cùng với là gánh hát 67. Người ta không cần nói nhiều thì thôi, mấy mấy anh mấy em thì đói khát quá rồi, khổ sở quá rồi, bây giờ thử cái đôi chân của mình là không thể nào mà bước đi nếu không có hình ảnh của người cậu, không có hình ảnh của người anh. Thì thôi, con gái của ông Năm ban phát lại cho là cái tập đoàn Gánh Hát 67, cái gia đình ruột dư ruột thừa đó, một chút ân huệ cuối cùng đó, thì tụi bay cứ lấy tụi bay xài đấy đó, tụi bay cứ lấy tụi bay kiếm ăn được ngày nào hay ngày đó đi, rồi sau này thì cũng lụi tàn thôi ha. Thì tại vì tụi nó sống hết đời nó rồi, không lẽ cứ tới đời nó lấy hình ảnh của ông cậu ra, là không lẽ tới đời con nó cũng lấy hình ảnh của ông cậu nó ra, rồi cuối cùng ra là mày là sao nói ngôi, hay hay là mày lấy hình ảnh của ổng ra mày ăn hả? Mày có phát triển được thành ngôi sao để cho người ta biết tới tên tuổi của mày hay không? À, hay là mày chỉ lấy hình ảnh là của người ta tạo dựng ra mấy chục năm rồi cuối cùng mày đem ra mày lấy hình ảnh của ổng lấy tên tuổi ra mày ăn hả? Mình chửi người ta mình không coi lại cái bản thân của mình, ai là người lấy hình ảnh ăn nhiều nhất hả? Rồi tụi bay còn thách người ta đi thưa đi kiện thử hỏi coi mấy cái người này họ cổ xí cho cái việc làm như vậy là có đúng hay là sai, thử hỏi là tên tuổi cha của tụi bay rồi tao lấy ra tao xài đó, tụi bay có tức hay không? Nhưng mà xin lỗi ha, cha của tụi bay thì không có nổi tiếng cho nên nó đâu có lấy ra nó xài đó. Sao ông Bảy nó không lấy ra nó xài, nó cũng có cha vậy sao nó không lấy tên cha nó ra nó xài, mà như vậy nó còn thách thức người ta nè, thách đi kiện. À, ai chửi chửi tôi vẫn đạp lên dư luận, tôi ông cậu tôi cho phép chẳng khác nào nó nhắc chữ vào mồm người đó phức, thì không lẽ là lúc đó là nó là cháu ổng, nó là nó năn nỉ ổng, nó muốn xin ổng để hiện với nó, thì không lẽ ổng từ chối, mà không biết là nó ca nó hát nó đăng như vậy đó, rồi khi mà tiền nó lãnh á, nó có đem cho ổng uống thuốc không? Tiền nó có đó, khi mà nó thu tiền rồi á, nó có đem những cái đồng tiền đó về để đưa cho cậu nó uống thuốc hay là không, hay là nó bòn rút nó bào ẩm chắc ẩm tới những giọt cuối cùng, bây giờ lên thách thức cộng đồng thì làm như vậy thì thử hỏi làm sao mà người ta không ghét, thử hỏi làm sao mà khán giả người ta không tẩy chay. Tôi thách là cái tập đoàn 67 một lần thôi, đừng bao giờ lấy hình ảnh của ông Năm ra, hãy tự tổ chức cho mình một cái show. À, lấy tên tuổi của mình, lấy tên tuổi của cha mẹ mình đi, đừng lấy tên tuổi của cha người khác ra để mà làm cái show như vậy nữa, tôi thấy cực kỳ là xấu xí, chẳng có được cái gì là cái nét riêng của mình cả. À, cứ quanh đi quẩn lại những cái bài hát cũ mềm, ca đi ca lại ca tới ca lui ca hoài, tôi thấy thiệt sự là cái nhà này á lạnh trơ trẽn tới cái mức độ mà ăn mày mà cái kiểu mà dơ bình cũ rượu mới, có nhiêu bổng cũ làm tới làm hoài, khán giả tặng bông thì ai, những người trong nhà của nó lên tặng đó. Tặng bông là toàn là dòng họ nó không nè, cả tập đoàn nó lên nó tặng không chứ ai đâu mà tặng, bây giờ là hình ảnh cha người ta nó còn thách thức đi thưa đi kiện. Ừ, tụi bay chờ đó đi, nó thật sự là con gái ông Năm hiền đó chứ trời, hôm nay gặp cha tôi á là nó tới số rồi, nó thiệt luôn á, thử cha tao coi là tụi bay tới số với tao rồi chứ ở đó mà tụi bay thách. Nuôi ruột vậy tôi không quan tâm, tôi là con của cha tôi mấy chục năm trời, có giấy tờ chứng nhận rõ ràng cái điều đó, tôi không cho phép ai lấy tên tuổi lấy hình ảnh lấy tiếng hát đầu của cha tôi
là tổ chức show mà không có sự thông qua ý kiến của tôi. Thưa nó chết mẹ nó chứ mắc gì mà phải sợ nó. Thật sự gặp tôi là hôm nay tới số rồi. Nói chung là tại vì con gái ông Năm cũng còn nghĩ một chút xíu tình nghĩa gia đình. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là được nước, được đằng chân, là lân đằng đầu. Cái gì nó cũng có giới hạn thôi ha. Rồi, thì đó là một số những cái thông tin mà em cũng chia sẻ gửi đến anh chị trong cái video này. Và em sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật và chia sẻ những cái thông tin mới tiếp theo. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo.